Vâng, Xuân Họp xin mến chào tới toàn thể các quý anh chị em và những người bạn của mình đang theo dõi video trên kênh xe máy Xuân Họp của mình. Xuân Họp xin chúc cho anh em và những người bạn ta luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công, thành đạt trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống nha. Nếu các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy Xuân Họp của mình đăng video mới lên kênh. Video ngắn của hôm nay mình xin chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình cái cách thay dầu máy cho những cái dòng xe X150 như thế này ngay tại nhà, để cho anh em và những người bạn ta cùng nhau ta tham khảo và cùng nhau ta sẽ áp dụng cái cách thay dầu máy cho những cái dòng xe X150 như thế này. Thì với tất cả những cái dòng xe máy nói chung và cái dòng xe X150 của hôm nay mình làm video nói riêng đến chu kỳ thay dầu thì các bạn sẽ cần phải đi kiểm tra và thay thế sang dầu mới cho xe của anh em và những người bạn để cho máy nó hoạt động được ổn định và bền bỉ hơn theo với cái thời gian. Còn anh em nào mà muốn thực hiện cái thao tác thay dầu tại nhà cho chính những chiếc xe của mình thì mời anh em và những người bạn ta cùng nhau ta theo dõi video của mình nha. Ok, thì với tất cả những cái dòng xe X150 như thế này thì dưới gầm máy như này anh em và các bạn lưu ý giúp mình nha, thì nó có một cái con ốc xả dầu này. Đây là cái con ốc xả dầu trên những cái dòng xe X150 như thế này anh em và những người bạn nha. Anh em và những người bạn ta sẽ sử dụng cho mình cái khóa 19 để ta tháo mở cái con ốc xả dầu trên cái dòng xe X150 như thế này ra nha. Ok, bây giờ mình sẽ thao tác là mình sẽ tháo mở cái con ốc xả dầu trên cái dòng xe X150 như thế này ra để ta thực hiện cái thao tác thay dầu mới cho chính những chiếc xe của anh em và những người bạn ngay tại nhà. Cách này thì cũng rất chi là đơn giản thôi, anh em nào cũng có thể là thực hiện cái thao tác tự thay dầu cho chính những chiếc xe của mình tại nhà. Hy vọng có thể là giúp cho anh em và những người bạn của mình tiết kiệm hơn phần nào đấy về cái chi phí. Với những các cái video đơn giản hay những cách làm thực tế như thế này trên kênh xe máy Xuân Họp của mình hy vọng là có thể giúp cho anh em và những người bạn của mình hoàn thiện hơn về cái cách sửa chữa xe máy tại nhà. Bắt đầu từ những cách thay xăm, thay lốp, thay dầu máy cho chính những chiếc xe của mình. Anh em và các bạn lưu ý giúp cho mình, khi anh em và những cái bạn ta xả cái con ốc đáy dầu này ra thì ta sẽ cần phải vệ sinh sạch với những các cái con ốc này. Và lưu ý tiếp cho mình là nó sẽ có một cái lọc dầu như thế này, anh em và những người bạn chú ý giúp cho mình nha. Khi anh em và những cái bạn ta tiến hành ta xả dầu ra rồi thì ta sẽ phải thao tác là ta vệ sinh, lau sạch cái lọc nhớt này giúp cho mình, để tránh cái tình trạng là bụi bẩn nó vào thì nó sẽ bị gây tắc cái lọc nhớt này, là nó cũng rất chi là phức tạp cho xe của anh em và những người bạn. Đây, anh em và những người bạn ta sẽ tiến hành ta thao tác là ta vệ sinh sạch cái lọc dầu này giúp cho mình nha. Thì với những anh em nào mà ta thực hiện cái thao tác thay dầu tại nhà thì ta xả dầu ra xong thì anh em và những người bạn ta sẽ chờ trong 5-7 phút để cho dầu trong cái bọng máy nó chảy ra hết, là anh em và những người bạn ta thao tác ta đóng nắp dầu, ta đổ dầu mới vào là ok rồi. Đây, anh em và những người bạn ta sẽ thao tác là ta nghiêng cái xe như thế này nhá, để cho dầu ở trong bọng máy nó chảy ra hết. Rồi, còn với anh em thợ chúng mình thì sẽ có một cái súng xì hơi để ta thực hiện cái thao tác là thay dầu cho khách hàng cho nó nhanh, gọn, lẹ. Còn anh em mà thao tác tự thay dầu ở nhà thì anh em và những người bạn ta chỉ cần xả dầu ra và ta chờ trong 5-7 phút nha, để cho dầu tự động nó chạy hết trong cái bọng máy ra là ok rồi. Rồi ok, khi dầu nó đã chạy hết trong bọng máy ra rồi thì anh em và các bạn ta sẽ tiến hành ta đóng cái ốc xả dầu này lại giúp cho mình. Khi anh em và những người bạn của mình thay dầu tại nhà thì cần lưu ý giúp cho mình, khi anh em và những người bạn ta đóng cái con ốc xả dầu này và khi anh em và những người bạn ta vặn thì ta chỉ vặn chặt tới tay thôi nha, tới tầm thôi anh em và những người bạn nha. Anh em và những người bạn tránh cái tình trạng là vặn căng tay quá thì nó sẽ bị vỡ cái con ốc xả dầu này, và lúc ấy thì cũng rất chi là phức tạp cho anh em và những người bạn. Hay là vặn chặt quá thì nó sẽ bị gây cái tình trạng là bị cháy diên, trần diên. Rồi, ok, khi anh em và những người bạn ta thao tác ta đóng nắp đáy dầu rồi thì bây giờ anh em và những người bạn ta sẽ tiến hành ta đổ dầu mới vào cho động cơ xe của anh em hoạt động là ok. Dầu máy thì tùy anh em và những người bạn ta lựa chọn nha. Vitra, Catron hay là Motul cái gì đấy thì tùy anh em và những người bạn ta lựa chọn. Thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là về giá cả như thế nào để cho nó phù hợp với anh em và những người bạn là ok rồi. Trên thị trường bây giờ thì nó cũng có rất nhiều cái hãng dầu rất chi là tốt, thì anh em và những người bạn ta xem xét và ta lựa chọn thế nào để cho nó phù hợp cho động cơ xe của anh em và những người bạn, để cho nó hoạt động được bền bỉ hơn theo với cái thời gian nha. Thì trên kênh xe máy Xuân Họp của mình nó sẽ bao gồm có hai phần.
Một phần là về lý thuyết, còn một phần là về thực hành để cho anh em và những người bạn ta tiện ta tham khảo và tiện ta áp dụng với những các cái cách làm đơn giản, phổ thông, thực tế này của mình. Mình hy vọng là có thể là giúp cho anh em và những người bạn hoàn thiện hơn về cách sửa chữa xe máy tại nhà của mình. Kênh xe máy chất nổ của mình thì cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo hoặc Facebook hay là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Thì anh em nào mà ta cần hỗ trợ gì về cái lĩnh vực sửa chữa xe máy tại nhà thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mình giúp gì được cho anh em và những người bạn thì mình sẽ giúp. Hy vọng là kết nối yêu thương tới toàn thể các quý anh chị em trên khắp tất cả các mọi miền tổ quốc. Rồi ok, khi anh em và những người bạn ta tiến hành ta đổ dầu mới cho động cơ xe của anh em và những người bạn ta rồi thì anh em và những người bạn ta sẽ tiến hành ta đóng cái thước thăm dầu này lại chặt chẽ giúp cho mình nha, để tránh tình trạng là bỏ quên cũng rất chi là phức tạp đấy nha. Khi anh em và những người bạn ta thao tác ta đổ dầu mới vào cho động cơ xe rồi thì anh em và những người bạn ta cần phải khởi động động cơ để cho nó hoạt động trong vòng 5-7 phút để cho nó bơm dầu bơm mỡ lên tất cả các toàn bộ các hệ thống trong động cơ. Sau đó thì anh em và những người bạn ta tiến hành ta sử dụng xe như bình thường là ok. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và những người bạn của mình cách thay dầu máy trên những cái dòng xe X150 như thế này ngay tại nhà để cho anh em và những người bạn ta sẽ áp dụng nha. Thì anh em và những người bạn ta xem video của mình mà thấy hay và hữu ích cho anh em và những người bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để ta theo dõi video mới trên kênh. Xin chúc cho anh em và những người bạn của mình luôn thành công.